Ngoại đạo chẳng chấp đoạn thì chấp thường, đều là chủ trương cực đoan, chẳng phải lý luận trung đạo. Người chấp đoạn thì cho rằng người chết đi như đèn tắt, gì cũng chẳng còn nữa, chẳng có nhân quả, chẳng có luân hồi, làm thiện làm ác đều chẳng có báo ứng. Đây là tà kiến chấp đoạn. Người chấp thường thì cho rằng người chết rồi thì ở đời sau vẫn làm người, không thể làm súc sinh. Súc sinh thì vĩnh viễn làm súc sinh, không thể làm người. Đây là tà kiến chấp thường. Họ chẳng minh bạch nhân quả tuần hoàn báo ứng, cho nên lưu chuyển trong luân hồi, mà thọ các khổ, vĩnh viễn chẳng được giải thoát. Chỉ trừ chánh đẳng giác, đứng đạo sư đủ đức, tất cả các người trời, không ai cứu hộ được. Phật dùng tâm đại bi diệt trừ khổ của chúng sinh. Phật thấy chúng sinh ở trong ba cõi, luân hồi thọ tất cả khổ, chỉ có Phật mới cứu được. Chúng sinh đều khổ được vui, tất cả các người trời không thể giải cứu được chúng sinh khổ. Phật là đấng đại đạo sư đầy đủ phước vệ, tức cũng là bậc cứu hộ của ba cõi. Chúng ta cải ác hướng thiện, cải tà về chánh, sửa lỗi làm mới, chúng ta hồi quang phản chiếu, bỏ mê về giác, thì đều được Phật cứu hộ, thoát khỏi biển khổ, đến được bờ kia. Nếu chư Phật Bồ Tát chẳng hiện ra thế gian, chẳng có chúng sinh nào đắc được sự an lạc. Phật thành vô thượng chánh đẳng chánh giác xuất hiện ra đời, tất cả hiền thánh tăng chúng cũng xuất hiện ra đời. Các ngài ban niềm vui thật sự cho tất cả chúng sinh. Gì là niềm vui thật sự? Tức là chẳng có khổ, chỉ có vui. Nếu ai thấy Như Lai sẽ được lợi lành lớn, nghe tên Phật liền tin, tức là pháp thế gian. Tại sao nghĩ muốn thấy Phật? Vì muốn đắc được lợi lành lớn, nghĩa là muốn đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu nghe được danh hiệu của mỗi vị Phật thì đều sinh tâm tín ngưỡng, thì người đó là đèn tháp của thế gian, hay chiếu sáng tối tăm, dẫn đường chúng sinh mê đồ đến được chỗ an lạc. Chúng tôi thấy Thế Tôn vì được lợi ích lớn, nghe diệu pháp như vậy, tất sẽ thành Phật đạo. Mục đích chúng ta mọi người muốn thấy được đấng Thế Tôn là muốn đắc được lợi ích lớn, nghe được diệu pháp không thể nghĩ bàn của Đức Thế Tôn nói, thì tương lai đều sẽ thành Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, gọi một tiếng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo. Lại nói, nếu người tâm tán loạn, cho đến dùng cành hoa cúng dường nơi tượng Phật, dần thấy vô số Phật, hoặc có người lại Phật, hoặc lại chỉ chắp tay, cho đến giơ một tay, hoặc lại chỉ cúi đầu, dùng đây cúng dường tượng, dần thấy vô lượng Phật. Chúng ta đi vào chùa tháp, hoặc chỉ chắp tay, hoặc chỉ cúi đầu, lại niệm được Nam Mô Phật, mười phương ba đời tất cả Phật, Nam Mô Pháp, tất cả tôn Pháp của chư Phật nói, Nam Mô Tăng, mười phương tất cả hiền thánh Tăng, chẳng những niệm đầy đủ danh hiệu Tam Bảo, mà chỉ niệm một tiếng Nam Mô Phật, thì tương lai sẽ thành Phật đạo. Các Bồ Tát quá khứ, nhờ Phật oai thần lực, được huệ nhãn thanh tịnh, rõ cảnh giới chư Phật, hết thảy Bồ Tát đến được Bồ Đề Đạo Tràng, thì các ngài trong quá khứ đã nhờ đại oai thần lực của mười phương ba đời tất cả chư Phật gia trì, mà đắc được mắt trí huệ thanh tịnh, chiếu rõ các pháp thật tướng, cho nên thấu rõ cảnh giới của tất cả chư Phật. Cảnh giới chư Phật như hư không, song vẫn có diệu hữu, không chẳng ngại hữu, hữu chẳng ngại không, không hữu chẳng hai, đây tức là cảnh giới của chư Phật. Này thấy Lô Xá Na liền thêm tin thanh tịnh, trí Phật không bờ mé, dễ nói không hết được. Hiện tại chúng ta thấy được viên mãn báo thân ngàn trượng Lô Xá Na Phật, để tăng thêm niềm tin thanh tịnh. Có người thấy tượng Phật trang nghiêm mà tin Phật, sự tin này chẳng thanh tịnh. Có người học Phật Pháp, chẳng phải muốn hoàng dương Phật Pháp, mà muốn làm Đại Pháp Sư biện tài vô ngại, đắc được thắng lợi, đây cũng chẳng thanh tịnh. Tin thanh tịnh tức là tin khẩn thành thân thiết, chẳng có pháp nhiễm ô xen tạp vào bên trong, chỉ có niềm tin thanh tịnh. Trí huệ của Phật chẳng có bờ mé, dù có dễ nói thế nào cũng không thể nói hết được. Trí huệ của Phật vượt hơn tất cả, không thể dùng lời để nói. Phật là chẳng gì mà không biết, chẳng gì mà không thấy. Thắng huệ các Bồ Tát và ta kiên cố huệ trong vô số ức kiếp, nói cũng không hết được. Bồ Tát kiên cố huệ nói, phương Tây Bồ Tát thắng huệ và các Bồ Tát tám phương kia và ta kiên cố huệ, dù ở trong vô số ức đại kiếp, để nói trí huệ và cảnh giới của Phật cũng không thể nào nói hết được.